Một nhóm thám hiểm đến từ thành phố St. Petersburg, Nga đã quyết định lên đường tìm kiếm sau nhiều tin đồn về một kho báu, nơi trước đây là xưởng phóng tên lửa cũ của Liên bang Xô Viết. Và không phụ công tìm kiếm, cuối cùng nhóm thám hiểm cũng đã phát hiện ra một đầm lầy tại khu mỏ hoang ở Vladimir, cách thủ đô Moscow hơn 160 km về phía đông. Điều khiến mọi người trong đoàn kinh ngạc là đầm lầy này lại được bao phủ bởi hàng ngàn tờ tiền giấy với đủ mọi mệnh giá. Chia sẻ với tờ Komsomolskaya Pravda, Nga, Anton Alexeev, thành viên của nhóm thám hiểm cho biết, cả nhóm bị thu hút bởi tin đồn về xưởng phóng tên lửa cũ, nơi còn sót lại kho báu có giá trị khổng lồ. Và cũng theo ước tính, tổng số tiền mặt được tìm thấy có giá trị lên đến 1 tỷ rúp, tương đương 17,5 triệu USD theo tỷ giá hiện tại, khoảng 400 tỷ đồng. Khi mà mức lương trung bình của người dân sống vào thời Liên Xô chỉ vào khoảng 100 rúp, tương đương 40.000 đồng bây giờ, thì khoản tiền này thực sự là một con số khổng lồ. Thế nhưng niềm vui chưa tày gang thì đoàn thám hiểm lại phát hiện thêm sự thật. Những tờ tiền này chỉ có giá trị lịch sử bởi nó không còn là tiền tệ lưu hành hợp pháp ở Nga hiện nay. Chia sẻ về điều này, Olga Bodanova, thành viên của đoàn bộc bạch. Chuyến hành trình có cả niềm vui và nỗi buồn. Số tiền này hẳn sẽ là cả một gia tài nếu nó được phát hiện sớm hơn. Được biết, đồng rúp của Liên Xô lần đầu tiên được phát hành vào năm 1961 và đã được thay thế bằng đồng rúp của Nga vào đầu những năm 1992 sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Ông Ariel Alsop, thuyền trưởng tàu Whitewater ở Peanut, đã quen thuộc với những con quái vật khổng lồ nơi đại dương. Ông cũng là ngư dân đầu tiên bắt được 5 loài cá khác nhau có cân nặng trên 45kg ở các hòn đảo của Anh. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Hoa Tiêu 48 tuổi này vẫn rất kinh ngạc khi bắt gặp con cá ngừ khổng lồ nặng những 230kg tại khu vực cách bờ biển phía tây xứ Wales khoảng 72 km trong khu vực Celtic Deep thuộc biển Ireland. Được biết, con cá ông bắt được là cá ngừ vây xanh nặng 230kg, gấp 3 lần trọng lượng của ông, được cho là con cá lớn nhất từng bị bắt ở xứ Wales. Ông Alsop đã nhận được nhiều sự ủng hộ và hoan nghênh từ phi hành đoàn và hành khách khi bắt được con cá đặc biệt này. Ông chia sẻ, đó là con cá mà có lẽ cả một đời ông mới có cơ hội câu được một lần. Mục đích ban đầu của chuyến đi không phải là để đánh bắt cá ngừ, nên mọi người chuẩn bị các thiết bị tương đối nhẹ nhàng. Nhưng khi phát hiện ra con cá này, họ cảm thấy nó lớn hơn mức tưởng tượng và đã yêu cầu sự trợ giúp từ ông. Và quả thực, đó là con cá lớn nhất mà ông từng gặp trong 20 năm làm thuyền trưởng, thủy thủ. Lúc đầu, ông đã nghĩ khó có thể bắt được con cá này bởi nó quá nặng và liên tục giãy giụa, quay như chong chóng. Dù biết là nó rất lớn, nhưng ông cũng không ngờ nó lại lớn tới vậy. Ông phải hợp sức cùng 5 người nữa mới có thể kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Ông đã chụp rất nhiều tấm ảnh làm kỷ niệm trước khi đưa con cá khổng lồ này trở lại trong nước. Nó trông rất mệt, nhưng ông hy vọng rằng nó ổn. Đây thực sự là một ngày tuyệt vời với ông khi ông có thể chiến thắng được cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh đã từng rất phổ biến ở nước Anh, nhưng sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, số lượng của chúng đã giảm mạnh bởi cá thu và cá trích bị đánh bắt quá nhiều. Gần đây, việc đánh bắt ít cá hơn cùng với điều kiện nước ấm dần lên chính là nguyên nhân cho sự gia tăng số lượng cá ngừ trở lại. Sửa sang nhà cửa hay trang trí nội thất luôn là một nỗi lo lớn với các gia đình, không chỉ vì công việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, mà số tiền bỏ ra thường lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, một người đàn ông đã sử dụng một kỹ thuật rất đơn giản với chi phí tiết kiệm nhưng vẫn mang đến một diện mạo mới mẻ, độc đáo mà cũng không kém phần sang trọng cho ngôi nhà của mình. Thay vì sử dụng các chất liệu đắt tiền như đá Renick, gỗ tuyết tùng, người đàn ông trong video này đã thu thập những thân cây gỗ, cắt thành những khúc gỗ có chiều cao khoảng 1 inch để cải tạo mặt sàn của ngôi nhà. Những loại gỗ được ông lão lựa chọn là Shag Bark Juniper và Alligator Bark Juniper
hai loại gỗ của cây tùng. Cùng với sự trợ giúp từ người vợ, ông đã gắn những mảnh gỗ lên sàn bằng keo dán để cho mảnh gỗ gắn chặt vào mặt sàn chắc chắn. Hai vợ chồng đã lau dọn thật sạch sàn nhà trước đó. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ khi cần lựa chọn những mảnh gỗ phù hợp nhất để tạo độ khít tối đa cho mặt sàn. Ông lão cũng trám thêm vữa vào khoảng trống giữa những mảnh gỗ để sàn nhà thêm chắc chắn. Cuối cùng, một lớp nhựa công nghiệp polyurethane sẽ được tráng trên bề mặt để làm cho sàn thêm nhẵn mịn. Vậy là chỉ bằng việc tái sử dụng những thân cây gỗ tự đổ từ vườn quốc gia một cách hợp pháp, thêm chút công sức và thời gian, hai vợ chồng ông lão đã có được một mặt sàn tuyệt đẹp mà không tiêu tốn quá nhiều chi phí. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật xây dựng cordwood, sử dụng những mảnh cắt của thân cây gỗ để trang trí nội ngoại thất căn nhà. Đây là kỹ thuật khá phổ biến với rất nhiều ứng dụng như ốp tường, ốp sàn, ốp mặc đồ nội thất như bệ rửa tay, bàn, ghế, thậm chí sử dụng như những chi tiết trang trí trên tường. Hãy cùng tham khảo những ý tưởng trang trí ngôi nhà bằng thân cây gỗ khác nhé! Cuối cùng, sau 3 năm cần mẫn, kiên trì theo sát, nhiếp ảnh gia Hans Nielsen cũng đã có được những bức ảnh đẹp về con nai sừng tấm trắng muốt, một trong những loài sinh vật được coi là hiếm hoi nhất thế giới. Bán đảo Scandinavia, khu vực bao gồm một số quốc gia Bắc Âu, là nơi có số lượng loài nai sừng tấm lớn nhất thế giới. Màu lông đặc trưng của loài này là màu nâu tối, nhưng vẫn có một số cá thể nổi bật hơn với bộ lông màu trắng muốt và mềm mại. Tuy nhiên, số lượng những cá thể lông trắng này rất ít và rất hiếm khi được nhìn thấy. Hans Nielsen, thị trưởng của đô thị Ida thuộc hạt Värmland phía tây Thụy Điển, đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư có niềm yêu thích với nghệ thuật chụp ảnh. Theo ông Nielsen, khu vực mà ông sinh sống hiện có tổng số 400.000 con nai sừng Bắc Mỹ sinh sống. Tuy nhiên, trong đó chỉ có khoảng 50 cá thể có bộ lông trắng. Nai sừng tấm Bắc Mỹ lông trắng là những cá thể sinh vật khá rụt rè. Nói khôi hài thì có vẻ như chúng sống khá ẩn dật. Vì vậy, hiện chưa có dữ liệu thống kê chính thức về số lượng về loài này tại lãnh thổ của Thụy Điển, ông Nielsen cho biết. Vào năm 2009, một người đàn ông trong một lần lang thang tại khu vực thuộc quận Värmland đã may mắn bắt gặp một cá thể nai sừng Bắc Mỹ với cái màu lông trắng muốt. Điều đặc biệt là cá thể nai này không có sừng. Ông này cho biết vì bị vẻ đẹp của con nai này cuốn hút mà ông đã đi theo nó vào tận trong rừng. Đến năm 2012, một nhóm khách du lịch cũng đã tình cờ nhìn thấy một con nai sừng tấm tại khu vực này. Chúng tôi đang ở nhà thì phát hiện có một thứ gì đó màu trắng muốt đang di chuyển bên kia đường, nhìn nó thật đẹp. Nó cứ đứng đó, bất động, chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là một bức tượng. Nhưng sau đó một lúc, chúng tôi mới ngỡ ngàng bởi nó là một loài sinh vật thực sự, một loài sinh vật có vẻ đẹp thật thuần khiết, một người cho biết. Mỗi lần những hình ảnh về loài sinh vật có vẻ ngoài tuyệt đẹp này lên sóng lại một lần khiến dư luận phải tò mò. Ông Nielsen cũng là một fan hâm mộ của nai sừng Bắc Mỹ. Đã 3 năm nay, ông dành phần lớn thời gian của mình để săn ảnh về loài này và mong sẽ có được những bức hình đẹp nhất. Và công sức của ông bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Mới đây trên đài phát thanh quốc gia của Thụy Điển, ông đã công bố cho mọi người những cảnh quay tuyệt đẹp mà ông có được về loài nai sừng Bắc Mỹ lông trắng như bước ra từ cổ tích. Sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên Internet, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng không nhỏ tới hầu hết các nước trên thế giới. Trong số đó, quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất phải kể đến Zimbabwe.
Nền kinh tế yếu kém cùng với các khoản nợ công chồng chất đã khiến Zimbabwe trở thành đất nước đầu tiên trong thế kỷ 21 chịu siêu lạm phát. Lạm phát bùng nổ, cung không đủ cầu, giá cả leo thang, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe buộc phải cho in những đồng tiền có mệnh giá lớn, đỉnh điểm là giấy bạc 100.000 tỷ đô la Zimbabwe đã được phát hành. Dù được coi là đồng tiền có mệnh giá lớn nhất thế giới, nhưng thực chất ở Zimbabwe, 100.000 tỷ chỉ mua được vài ổ bánh mì. Cơn siêu lạm phát đã biến quốc gia châu Phi này trở thành một trong những đất nước nghèo đói của châu lục. Ở Zimbabwe, nhân dân tiêu tiền tỷ chỉ để mua bánh mì, trứng, sữa, nhu yếu phẩm thường ngày. Con số này được thống kê từ năm 2007 khi lạm phát chưa đạt đỉnh. Gần 10 năm sau cơn bão khủng hoảng, bảng giá cũng thay đổi nhiều. Theo đó, giá một chiếc bánh mì đã không còn là 300 tỷ đô la nữa mà phải thêm 00 phía sau, tức là 30.000 tỷ đô la một ổ bánh mì. Người ta gọi Zimbabwe là đất nước có thừa tỷ phú đói ăn. Kể từ đó đến nay, đồng đô la Zimbabwe liên tục rớt giá thảm hại. Chuyện mất giá này được coi là kỷ lục trong lịch sử tiền tệ thế giới, khi 35 triệu tỷ đô la Zimbabwe mới đổi được 1 USD. Thời gian gần đây, trong nỗ lực mới nhất nhằm cứu vớt tình trạng lạm phát, chính phủ Zimbabwe đã tuyên bố lưu thông loại tiền mới có giá trị tương đương đồng USD với các mệnh giá từ 2, 5, 10 và 20 USD. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!